Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món chả lụa chay kết hợp với nấm bào ngư xám kho tiêu chay, ăn với cơm rất là ngon và hao cơm luôn. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức kho. Ở đây Diệu Huệ có một cây chả lụa chay 200g. Chả lụa này là Diệu Huệ tự gói tại nhà. Bạn nào chưa xem mà quan tâm đến công thức thì đi vào phần giới thiệu video, Diệu Huệ để trong phần giới thiệu video các bạn click vào để xem ha. Và 200g nấm bào ngư. Bây giờ trước tiên cái nấm bào ngư này mình đi rửa sạch sẽ, đi ngâm nước muối rồi vắt cho ráo ha. Rồi cái nấm bào ngư này Diệu Huệ rửa sạch sẽ, ngâm nước muối và đã vắt ráo rồi. Giờ mình cắt cái chả này ra ha. Chả này Diệu Huệ tự gói lá chuối tại nhà. Bạn nào mà không có lá chuối á, mình vô siêu thị mình mua cái giấy nến á, mình gói cũng được ha. Rất là dễ luôn. Rồi mình cắt một xíu ba rô nữa. Bắt chảo lên cho nóng, mình cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho vô một ít ba rô. Mình phi cái hành cho thơm. Rồi mình cho cái chả lụa chay vô, mình áp chảo cho rám mặt. Mình áp chảo cho miếng chả rám mặt như thế này là được ha. Mình gấp ra dĩa. Món chay mình kho đúng cách á, ăn sẽ rất là ngon và hấp dẫn được mấy bạn mà mới tập ăn chay á. Còn mà mình kho sơ sài quá, ăn chay quen rồi á thì ngon, chứ còn mà mấy bạn mới tập ăn chay thì sẽ không có ngon miệng ha. Thành thử ra cái chả này mình áp chảo sơ như thế này mình kho rất là ngon ha. Rồi mình gấp hết chả ra rồi mình gấp hết chả ra rồi, sẵn cái chảo dầu mình cho cái nấm bào ngư vô mình xào. Mình xào thử nấm bào ngư trong lửa lớn để cho nấm không có bị ra nước. Mình xào cái nấm bào ngư này ráo hết nước và dậy mùi thơm rồi mình tiến hành nêm gia vị ha. Mình cho vô một xíu muối thôi, vì cái chả của mình cũng gần như vừa ăn rồi. 2 muỗng cà phê nước mắm chay, 2 muỗng cà phê nước tương. Nước tương này Diệu Huệ tự nấu ở nhà ha. Bạn nào quan tâm đến công thức thì đi vào phần giới thiệu á, Diệu Huệ cũng để trong phần giới thiệu á, các bạn click vào để xem ha. 1 muỗng cà phê dầu hào chay, 1 muỗng cà phê bột nêm chay, 1 muỗng cà phê đường phèn. Bạn nào không có đường phèn thì mình nêm bằng đường cát ha. Rồi mình xào cho thấm gia vị ha. Rồi mình xào cái nấm thấm gia vị và dậy mùi thơm rồi á, thì mình cho vô 50ml nước ha, hoặc là nhiều hơn theo sở thích ha. Các bạn thích ăn nước nhiều thì mình cho nước nhiều, còn mà mình thích ăn cho khô thì mình cho 50ml nước. Rồi nấm sôi rồi mình cho cái phần chả hồi nãy mình áp chảo vô luôn. Món này ăn rất là hao cơm. Mình chấm với lại dưa leo, rau sống hoặc là bầu luộc hoặc là rau luộc cũng rất là ngon. Diệu Huệ chuẩn bị nguyên một mâm dưa leo luôn nè, rồi rau sống các loại này ha, chấm ăn rất là thanh mát luôn. Mình kho chả với nấm
5 phút là được ha. Vì cái nấm mình đã xào khử chín rồi, còn cái chả này thì cũng là chả chín nên rất là dễ thấm gia vị. Rồi giờ mình nêm tiêu xay ha. Tiêu này các bạn ăn nhiều ít theo khẩu vị gia đình ha. Thêm ít cái lá baro và hành lá ha. Bạn nào ăn chay có cử hành thì khỏi cho hành, nhưng mà món kho này có chút hành baro hoặc hành lá vô thì rất là thơm ngon. Rồi bạn nào ăn được cay thì mình cắt vô mấy lát ớt cho cay the the rất là ngon, đồng thời món ăn tăng thêm màu sắc đẹp hấp dẫn ha. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ món chả lụa chay kết hợp với nấm bào ngư này kho tiêu chay ngon á thì tặng cho Diệu Huệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem á thì like, share, chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa món ăn chay. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món chả lụa chay kết hợp với nấm bào ngư kho tiêu chay đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng kho món chả kho này ăn cơm ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.